Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay là ngày 29, thì mình sang mình quay không khí Tết của thành phố Nam Định cho các bạn xem nhé. Trời hôm nay thì rất là lạnh các bạn ơi. Đây, hôm nay thì mình sẽ sang đây mình quay không khí Tết ngày 29 của thành phố Nam Định cho các bạn xem. Đây là đường tròn trung tâm của thành phố Nam Định. Xe đi khá là ẩu. Đây thì bây giờ mình đang vào đường Đông A của thành phố Nam Định các bạn nhé. Đây là một trong những tuyến đường gọi là đẹp nhất của Nam Định. Tuyến đường rất là rộng các bạn. Đường Đông A, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định các bạn ơi. Ở đây có tòa nhà Golden Palace. Đây là nhà hàng ẩm thực. Những ngày này Tết ở Nam Định thì rất là đẹp các bạn. Hôm nay thì mình thấy họ bật TV ở trục đường giữa của thành phố. Rất nhiều những quảng cáo trên TV được bật lên. Còn đây là tòa nhà Manulife. Manulife đây là công ty bảo hiểm các bạn ơi. Trước mặt mình đây là đường tròn nối giữa đường Đông A và đường Trần Hưng Đạo của thành phố Nam Định các bạn nhé. Sau đây thì mình sẽ rẽ sang đường Trần Hưng Đạo, mình quay cho các bạn xem không khí ngày 29 Tết của thành phố Nam Định.
là nhiều hoa, rất là nhiều cây cảnh. Quay thành phố trước thì tí nữa mình sẽ quay chợ hoa của thành phố Nam Định cho các bạn xem nhé. Không khí ngày 29 Tết. Hôm nay thì những cây rút tiền rất là đông khách, xếp hàng để rút tiền những ngày này. Hiện tại thì mình đang đi trên trục đường Trần Hưng Đạo của thành phố Nam Định. Mặc dù trời hôm nay thời tiết rất là lạnh nhưng mà người dân thì cũng đổ xô ra đường để chơi Tết các bạn này. Rất là đông. Hôm nay thì mình chỉ quay những tuyến đường chính thôi các bạn nhé. Bởi vì nếu mà quay hết những tuyến phố của Nam Định thì mất rất nhiều thời gian. Mà hôm nay thì mình còn quay rất là nhiều điểm khác nữa. Đèn đỏ rồi. Giao thông đang điều hướng xe đi các bạn này. Anh cảnh sát giao thông đang điều hướng các xe đi.
Đây có thể coi là mình đã vào trong trung tâm của thành phố Nam Định rồi các bạn nhé. Đường rất là đông. Đây, phía bên tay phải mình đây là chợ Mỹ Tho của Nam Định này. Chợ này thì mình đã từng quay cho các bạn rồi. Đây là chợ Mỹ Tho của Nam Định các bạn nhé. Và tiếp theo đó trên khu vực trên này là chợ Rồng của Nam Định, rất nổi tiếng. Đông như ngày hội luôn không ạ? Tinh dầu thiên nhiên nguyên chất đặc biệt tích điện ngay. Đấy, cứ những ngã tư thì đều có những anh cảnh sát giao thông ra điều hướng lại xe đi cho đỡ ùn tắc các bạn ạ. Nếu mình đi thẳng thì sẽ ra được cầu Đò Quan nhé. Vậy đường này mình đi cũng khá là nhiều rồi. Đây, phía bên tay phải mình đây là chợ Rồng của Nam Định này. Rất là quen thuộc với người dân của thành phố Nam Định. Chợ Rồng này thì có từ rất là lâu các bạn, gắn liền lịch sử với thành phố Nam Định. Có thể nói là một di tích lịch sử. Đến chỗ này thì đường thoáng hơn một chút các bạn ơi. Trên chỗ khu vực chợ Rồng thì rất là đông. Đây vẫn là tuyến đường Trần Hưng Đạo của thành phố Nam Định các bạn nhé. Đây, phía trước mặt mình kia là cầu Đò Quan rồi.
vực này thì họ bán rất là nhiều hoa. Bây giờ thì mình sẽ đi lên cầu Đỏ Quan các bạn nhé. Đây, phía dưới rất nhiều tàu thuyền đang đi lại. Bên cầu gió rất là mạnh và rét các bạn ơi. Hôm nay trời rất là lạnh. Đây là trục đường Đặng Xuân Bảng các bạn nhé, phường Cửa Nam, thành phố Nam Định.